Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Ở phần nội dung hôm nay là chương trình dạy học môn thể dục trực tuyến trên Internet, được Tổ giáo dục thể chất trường Trung học Phổ thông huyện An Ninh thực hiện. 1. Mục tiêu: học xong nội dung chạy bền, học sinh biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe và cách khắc phục một số hiện tượng thường gặp khi chạy. Vận dụng được những kiến thức đã học vào tập luyện và thi đấu, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực, chạy bền. Trang bị cần thiết trước khi tập chạy bền: trang phục, quần, áo thể thao, nhẹ, thoáng mát, giày, đế mềm, chuyên dụng để chạy bộ, để bảo vệ mắt cá chân, khớp gối, vớ, tất, có độ dày phù hợp để bảo vệ bàn chân. 1. Một số bài tập bổ trợ chạy bền trên địa hình tự nhiên. Bài tập 1. Chạy tiếp sức vượt các chướng ngại vật. Tổ chức chơi như ở trò chơi chạy tiếp sức, nhưng trên đường chạy học sinh phải vượt qua các chướng ngại vật tự nhiên hoặc nhân tạo, như phải nhảy qua bóng, chui qua vòng hoặc chạy vòng vèo qua các gốc cây. Nếu không có các địa hình tự nhiên, giáo viên có thể vẽ mô hình trên sân, ví dụ vẽ các vòng tròn có đường kính 30-50cm giả làm chỗ bằng phẳng, để cầu khi chạy học sinh chỉ được đặt chân vào đó. Có thể vẽ các mũi tên chỉ hướng để đổi hướng chạy sang trái, sang phải hoặc quay 180 hoặc hai đường thẳng song song cách nhau 1,5-2m. Cắt ngang đường chạy coi là một cái hố, con hào để học sinh phải nhảy qua. Có thể vẽ một con đường hẹp, rộng khoảng 20cm để khi chạy học sinh chỉ được đặt chân trong đó. Cũng có thể đặt các rào hoặc các chướng ngại vật thấp để học sinh nhảy qua, nhưng nếu địa hình hẹp, sân tập chật chỉ có đường chạy ngắn thì khi chơi cần cho học sinh được chạy vòng nhiều lần hơn so với chạy tiếp sức thông thường để có tác dụng phát triển sức bền cho học sinh. Sau đây là một đoạn clip nhỏ hướng dẫn cách chạy qua các chướng ngại vật, có thể tập luyện cá nhân hoặc tổ chức trò chơi chạy tiếp sức theo nhóm. Bài tập 2. Các bài tập bổ trợ chuyên môn: bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sao, chạy tăng tốc độ. Khi tập các bài tập bổ trợ chuyên môn trong các tiết chạy bền, thì tần số và sức mạnh động tác có thể giảm, nhưng cự ly cần tăng lên 50-100m và yêu cầu cao về kỹ thuật. Bài tập 3. Củng cố kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên,
giáo viên căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để chọn các đường chạy có yêu cầu khác nhau về kỹ thuật để học sinh tập. Trước khi cho học sinh chạy, giáo viên cần nói rõ đặc điểm đường chạy, kỹ thuật cần sử dụng và yêu cầu về cự ly, thời gian hoặc số lần để học sinh thực hiện. Sau đây là một đoạn clip nhỏ hướng dẫn thực hiện các động tác bổ trợ trong chạy bền. Sau đây là một đoạn clip nhỏ hướng dẫn chạy bền trong địa hình tự nhiên.
Bài tập 4. Chạy liên tục có kết hợp tăng tốc độ các đoạn ngắn. Sau khởi động, chia số học sinh trong lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 8 đến 10 học sinh, chạy theo hàng dọc, các học sinh có sức khỏe tương đương nhau xếp cùng một nhóm. Khi chạy, yêu cầu học sinh chạy cuối hàng phải tăng tốc độ để vượt lên dẫn đầu. Khi đã lên đầu hàng, học sinh đó giảm tốc độ xuống bằng tốc độ của cả hàng. Học sinh mới thành người cuối hàng lại tăng tốc để vượt lên đầu, cứ tiếp tục như vậy 5 đến 7 phút. Một số điểm lưu ý sau. Thời gian để thực hiện bài tập hoặc trò chơi, trừ khi thử phải kéo dài liên tục tối thiểu 5 phút trở lên. Tốc độ di chuyển chậm và trung bình, có thể vừa chạy vừa đi bộ nhanh, mạch trong vận động cần đạt tới 130 đến 150 lần phút. Chú ý thở sâu, có vậy mới cung cấp đủ oxy cho vận động và tạo những tác động tích cực để cải thiện các chức năng hô hấp và tuần hoàn, có lợi cho sức khỏe. Biết dùng nhịp thở và nhịp đánh tay để điều chỉnh nhịp điệu chạy. Không nên tăng tốc độ ngay, mà phải chạy chậm sau đó mới tăng dần tốc độ, có vậy mới đảm bảo an toàn. Tập chạy bền có thể gây mệt mỏi kéo dài, vì vậy cần hồi tỉnh tốt. Nếu không hồi tỉnh kỹ sau mỗi buổi tập sẽ ảnh hưởng xấu tới các hoạt động khác tiếp theo. Hồi tỉnh sau buổi tập tốt vừa làm tiêu biến mệt mỏi, vừa tạo cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Hiện nay có tình trạng các học sinh thiếu vận động và thừa dinh dưỡng ngày một nhiều thêm. Hiện tượng học sinh có khối lượng cơ thể vượt quá mức bình thường hoặc mắc bệnh béo phì cũng đã xuất hiện ở một số đô thị lớn. Chạy bền thường xuyên sẽ giúp các em thoát khỏi tình trạng trên, tiêu hao số năng lượng thừa, không để tích thành mỡ. Tập chạy bền vừa có lợi cho sức khỏe, vừa chống được béo phì. Dưới đây là một số đoạn clip nhỏ hướng dẫn cách khắc phục các tư thế chạy bền mà người tập thường mắc phải khi chạy. Hai, chạy bền trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe và giới tính. Để nâng cao hiệu quả chạy bền, không nên cho cả lớp cùng thực hiện một bài tập với khối lượng và cường độ như nhau, vì như vậy là không phù hợp, sẽ là quá mức nặng với các em có thể chất hạn chế, nhưng lại chưa đủ mức đối với những em khỏe mạnh. Có thể là dễ đối với nam, nhưng lại là quá sức đối với nữ, nên thường khi tập luyện sẽ chia nhóm như sau. Chia các em nam thành 3 nhóm. Nhóm 1 gồm các em nam vượt trội với lớp về thể hình, thể lực và các em có thể lực trung bình, nhưng có thể hình tốt. Nhóm 2, gồm các em nam có thể hình và thể lực trung bình. Nhóm 3, gồm các em nam có thể lực, thể hình kém và các em có thể lực trung bình, nhưng thể hình kém. Các em nữ được chia theo 2 nhóm. Nhóm 1, gồm các em có thể lực và thể hình vượt trội. Nhóm 2, gồm các em còn lại. Hiện tượng đau sóc, sóc hông. Ngoài hiện tượng cực điểm, khi tập chạy bền ta còn có thể gặp hiện tượng đau sóc, đau bụng khi vận động. Nguyên nhân: khởi động không kỹ, các cơ quan nội tạng của cơ thể chưa hoàn toàn thích nghi với trạng thái vận động của cơ thể. Sự rối loạn về chức năng của các cơ quan nội tạng ở ổ bụng đã dẫn tới tình trạng trên. Đây là phản xạ bảo vệ của cơ thể, nhắc ta rằng cơ thể chưa thích nghi với chế độ và cường độ cao hiện tại, cần có thời gian hoặc những điều chỉnh phù hợp. Do không phối hợp tốt giữa bước chạy và nhịp thở dẫn đến hiện tượng máu lưu thông không tốt. Tập luyện ít, cơ bụng yếu không giữ được sự ổn định của các cơ quan nội tạng. Tập chạy sau khi vừa ăn hoặc uống no. Hiện tượng đau sóc, sóc hông cách khắc phục. Không tập chạy ngay sau khi ăn hoặc uống no. Trước khi chạy cần khởi động kỹ để cơ thể quen với trạng thái hoạt động. Khi chạy,
Nếu thấy có hiện tượng đau sóc, phải giảm tốc độ chạy, chạy nhẹ nhàng, không chống trước tích cực và có động tác hoảng xung, không làm cho trọng tâm cơ thể dao động lên, xuống nhiều. Đây là cách chủ động làm giảm chấn dông với bụng. Có thể dùng bàn tay ép vào vùng đau, tăng cường giữ cho các bộ phận trong ổ bụng ổn định, giảm kích thích gây đau, tích cực thở sâu và chịu đựng đau. Một lát sau cơn đau sẽ qua đi, lại có thể chạy như bình thường. Ngoài ra, cần tỉnh táo phân biệt giữa đau bụng sinh lý với đau bụng bệnh lý. Nếu là bệnh, nhất là do đau ruột thừa, thì nhất thiết phải cho ngừng chạy và nhờ cán bộ y tế hoặc nhà chuyên môn giải quyết. 3. Cách đo mạch và theo dõi sức khỏe. Mạch, còn gọi là nhịp tim, là một chỉ tiêu rất quan trọng cần theo dõi thường xuyên để đánh giá trạng thái sức khỏe và hiệu quả tập luyện, nhất là với luyện tập chạy bền. Mạch cho biết hoạt động của hệ tuần hoàn, trực tiếp là của trái tim và gián tiếp cho biết sức khỏe của mỗi người. Các thầy thuốc, nhất là các thầy thuốc đông y thường bắt mạch để đoán bệnh và đánh giá trạng thái sức khỏe của người bệnh. Trong tập luyện thể dục thể thao cũng cần căn cứ vào mạch để theo dõi sự tác động của lượng vận động và đánh giá hiệu quả của quá trình tập luyện. Sau tập luyện mà mạch đập vẫn thấp thì chưa tạo được những biến đổi có ích cho sức khỏe người tập. Ngược lại, sau buổi tập mạch quá cao lại có tác dụng đối với cơ thể theo xu hướng khác, thậm chí có thể gây nguy hiểm. Người ta phân loại cường độ vận động đối với vận động viên như sau: thấp, dưới 120 lần phút; trung bình, từ 120 đến 150 lần phút; cao, từ 151 đến 180 lần phút; rất cao, từ 181 đến 240 lần phút. Với học sinh không tập luyện thường xuyên, không nên tập với chế độ mạch trên 150 lần phút hoặc mạch dưới 120 lần phút. B. Cách đo mạch. Học sinh có thể tự đếm mạch của mình ở một trong bốn vị trí sau. Đếm mạch ở cổ tay, đặt đầu ngón tay của ba ngón trỏ, giữa, đeo nhẫn lên dọc cổ tay bên trái, phía ngón cái. Đếm mạch ở thái dương, như trên, nhưng đặt các đầu ngón tay đè lên động mạch ở thái dương. Đếm mạch ở cổ, đặt các đầu ngón tay vào hai bên khí quản. Đếm mạch ở ngực, áp bàn tay vào phía dưới ngực. Ở vị trí này, đếm theo cảm giác của bàn tay là kém hiệu quả so với ở ba vị trí trên. Có nhiều trường hợp ta có thể nhìn thấy mạch phập phồng ở cổ tay và thái dương, không cần sờ trực tiếp. Nên đếm mạch liền trong 60 giây, hạn chế tối đa sai số. Nếu đếm mạch trong 10 giây và bị sai một nhịp thì khi nhân với 6, sai số lớn gấp 6 lần. Nếu đếm mạch trong 15 giây và bị sai một nhịp thì khi nhân với 4, sai số chỉ lớn gấp 4 lần. Nếu đếm mạch trong 30 giây và bị sai một nhịp thì khi nhân với 2, sai số chỉ gấp 2 lần. Còn nếu đếm mạch trong 60 giây liên tục và bị sai một nhịp, do không phải nhân nên sai số vẫn chỉ là một nhịp. Mỗi học sinh cần biết mạch của mình ở những thời điểm sau. Mạch lúc mới tỉnh giấc buổi sáng, còn nằm trên giường, đó là mạch cơ sở. Mạch sau vận động. Đo ngay sau vận động để biết lượng vận động vừa thực hiện ở mức nào. Đo sau vận động theo những khoảng cách thời gian nhất định để biết quá trình hồi phục, mạch trở về trạng thái bình thường. Nếu tập phù hợp và hồi phục tốt thì thời gian để mạch trở lại bình thường sẽ nhanh. Ngược lại, mạch sau vận động cao và thời gian hồi phục kéo dài, có nghĩa là lượng vận động vừa thực hiện là nặng cần phải hạ thấp cho phù hợp. Tập phát triển sức bền có hiệu quả, không chỉ nâng được thành tích chạy bền mà còn giảm được mạch cơ sở và rút ngắn được thời gian hồi phục. C. Cách theo dõi sức khỏe. Việc tự theo dõi sức khỏe là rất cần thiết vì trước hết là để kịp thời phát hiện những tác động xấu do tập luyện để điều chỉnh cho phù hợp. Việc kiểm tra thể lực do những người làm công tác giáo dục thể chất đảm nhiệm, kiểm tra theo dõi sức khỏe thường được thực hiện theo định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm. Nếu học sinh có được thói quen rèn luyện thân thể hàng ngày, nhất là tập phát triển sức bền, chắc chắn cơ thể học sinh sẽ có những thay đổi đáng kể. Các nội dung theo dõi sức khỏe thường xuyên. Cảm giác chung, đây là đánh giá chung về trạng thái của cơ thể và được phân theo 3 mức: tốt, bình thường và xấu. Xấu khi cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, thờ ơ, không quan tâm tới xung quanh. Nếu nguyên nhân là do tập nặng, cần thiết giảm cả khối lượng và cường độ tập, tăng cường sử dụng các bài tập hồi tỉnh, thả lỏng toàn thân. Giấc ngủ. Theo dõi thời gian và chất lượng giấc ngủ, khó ngủ, ít ngủ, mê sảng trong khi ngủ, dễ tỉnh giấc đều là các biểu hiện không bình thường. Nếu tập luyện phù hợp, giấc ngủ sẽ dài và ngủ sâu, sau khi ngủ dậy cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, sảng khoái.
Cảm giác khi ăn uống, tập luyện phù hợp thì sẽ có được cảm giác ngon miệng dù chỉ với các món ăn bình thường. Ngược lại, nếu chán ăn, kể cả với các món khoái khẩu của mình, đó là biểu hiện của tập luyện quá mức, mỏi mệt hoặc ốm đau. Mạch. Cần biết mạch của mình khi yên tĩnh, ngay khi tỉnh dậy buổi sáng, vẫn còn nằm trên giường để so sánh với mạch khi tập và đặc biệt là mạch trong quá trình hồi tỉnh. Nếu sau 30 phút, mạch vẫn chưa trở lại mức bình thường ban đầu, đó là dấu hiệu bất thường. Tình trạng đó xảy ra liên tục, cần xin ý kiến của các nhà chuyên môn, giáo viên thể dục thể thao hoặc y, bác sĩ. Cân nặng, nên theo dõi cân nặng hàng ngày, cân vào buổi sáng, khi chưa ăn, nếu không có điều kiện, thì kiểm tra hàng tuần, vào một ngày cố định. Khi mới tập, cân nặng có thể giảm do giảm mỡ dự trữ, sau đó là ổn định hoặc sẽ tăng dần, có cơ bắp phát triển. Nếu không tập với mục đích giảm béo mà cân nặng giảm liên tục, cần thiết kiểm tra sức khỏe toàn diện. Nếu việc tập luyện được tiến hành hàng ngày, các nội dung trên cần được theo dõi hàng ngày và ghi chép lại trong nhật ký tập luyện. Khi đó còn có thêm nội dung tập luyện đã hoàn thành trong ngày, cũng trong nhật ký, cần ghi lại kết quả kiểm tra theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Thành tích cụ thể ở từng nội dung và mức đạt, kiểm tra thực hành các môn thể thao trong chương trình nội khóa, thành tích và diễn kỹ thuật, thi đấu, thành tích, nếu có. Sự tiến bộ và mức độ tiến bộ hay sự giảm sút cũng cho thấy hiệu quả tập luyện của mình. Thấy được các mặt yếu, mạnh của mình, chú ý khắc phục các khâu yếu hoặc điều chỉnh việc tập luyện để có kết quả như ý. 4. Hồi tỉnh sau khi chạy. Trong bất kỳ một buổi tập nào, nhất là sau khi tập phát triển sức bền, hồi tỉnh luôn là một nội dung không thể thiếu được. Tuy nhiên, tùy theo đặc thù của buổi tập mà thời gian, biện pháp sử dụng hồi tỉnh có mức độ khác nhau. Sau các buổi tập chạy với khối lượng lớn, rất cần hồi phục đầy đủ, nếu không sẽ gây nhiều ảnh hưởng xấu đối với học sinh cả về thể chất và tinh thần. Sự mệt mỏi toàn thân cùng với sự khó khăn trong di chuyển sẽ ảnh hưởng ngay tới kết quả trong các hoạt động khác, với học sinh là ở tiết học sau, là khi đi về nhà, là cảm giác ăn, ngủ sau mỗi buổi tập. Nếu hồi tỉnh không tốt sẽ làm cho các học sinh có nhận thức không đúng, sẽ càng bị tác động tinh thần, càng sợ tập phát triển sức bền, càng lười tập và ở các học sinh đó không thể có sức bền tốt. Để khắc phục các tác động đã nêu trên, giáo viên phải cho học sinh hồi tỉnh đầy đủ cuối các buổi tập sức bền. Thường thì sau khi tập sức bền, học sinh chỉ muốn xuống lớp ngay, muốn được ngồi nghỉ và không muốn di chuyển hoặc làm gì thêm nữa. Những bài tập để hồi tỉnh có thể sử dụng là tiếp tục chạy nhẹ nhàng, kết hợp với thở sâu, có thể chạy như vậy cho tới khi nhịp thở và nhịp tim trở lại bình thường. Đứng làm các động tác thả lỏng cơ bắp toàn thân, vung vẩy chân tay, luân phiên chuyển trọng tâm cơ thể sang từng chân. Thả lỏng hai chân. Ngồi hai tay chống phía sau, hoặc nằm ngửa, nâng hai chân lên cao rung để thả lỏng hết các cơ ở chân, giúp cho máu lưu thông cải thiện chất lượng máu ở chân khi chạy. Máu dồn xuống hai chân, các sản phẩm của trao đổi chất và năng lượng bị tích lại dưới chân, rất cần được giải tỏa. Đứng thả lỏng để bạn rung tay, hai học sinh đứng đối diện, hai tay nắm nhẹ hai tay bạn, luân phiên rung tay nhau, sao cho các cơ ở tay bạn được thả lỏng. Có thể luân phiên làm động tác phơi cá. Học sinh nằm ngửa trên lưng người cõng phải thả lỏng toàn thân để bị động rung theo động tác lắc lên, xuống hoặc sang hai bên của học sinh cõng bên dưới. Để đảm bảo cho học sinh hồi phục đầy đủ, giáo viên phải dành thời gian trong tiết học để học sinh thực hiện nội dung này, nếu không đủ thời gian thì hiệu quả hồi phục kém. Sau đây là một số câu hỏi củng cố lại kiến thức trong phần nội dung bài học ngày hôm nay. Câu hỏi 1. Hiện tượng đau sóc, sóc hông là gì? Câu hỏi 2. Cách khắc phục hiện tượng đau sóc, sóc hông. Câu hỏi 3. Có bao nhiêu cách tự đếm mạch của mình? Câu hỏi 4. Theo các em, bản thân cần làm gì sau khi thực hiện bài tập chạy bền? Để trả lời cho các câu hỏi, các em hãy viết phần bình luận dưới nội dung này nhé. Phần nội dung hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em và gia đình luôn luôn khỏe mạnh,